Của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nha các bạn.